Trong những ngày này thì cả nước cũng đang cố gắng chống dịch Covid-19, mà mình thấy rằng với những gia đình thì đôi khi cũng hạn chế ra ngoài đường rất là nhiều luôn. Ví dụ như nhà có trẻ nhỏ thì đa số là như nhà em là có những người có trẻ nhỏ thì sẽ dồn về một nhà, còn những người đi làm thì cũng sẽ là ở một nhà riêng. Nhưng mà người ở một nhà mà bị kiểu như là cô lập, mọi người không cho tiếp xúc, bởi vì nhà em thì cũng là cũng có nhiều người cũng đi lại rất là xa, cũng như là cũng có công việc rất là bận rộn, phải tiếp xúc với nhiều người nên là cũng cố gắng cách ly. Và trong cái nhà được cách ly thì có một cái điểm mà em rất là thích, đó là tự trồng rau tại nhà. Khi mà các bé thì ngoài cái việc là lúc nào cũng phải học hành hay là cũng phải hoạt động thể chất thì cũng bị hạn chế, thì có một cái không gian rất là riêng để có thể là tự trồng rau, thì mình thấy rằng đây cũng là một cách để các bé có thêm những kỹ năng sống nè. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là thu hoạch rau để chúng ta sử dụng trong bữa ăn hàng ngày thì cũng khá là tiết kiệm, và bên cạnh đó thì chúng ta cũng hạn chế ra ngoài đường, đúng không nào? Và thời điểm này đúng là trend trồng rau tại nhà lại tiếp tục được bùng lên, giống cái thời điểm mà chúng ta đã từng nói với nhau khi mà vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đang được mọi người rất là quan tâm, khi có quá nhiều những cái trường hợp mà sử dụng thuốc trừ sâu này hay là sử dụng những cái chất mà có hại cho sức khỏe con người. Lúc đấy thì mọi người nghĩ rằng là chúng ta nên tự làm những cái hình thức có thể tự cung tự cấp nhiều hơn, một trong cách đó là trồng rau. Và rất là nhiều những mô hình, những người phụ nữ trong gia đình có thể trồng rau trên sân thượng này, trồng rau ở ban công, hay là các mô hình thủy canh đã được giới thiệu. Và bây giờ thì tự trồng rau trong thùng xốp lại là sự lựa chọn của rất nhiều gia đình trong thành phố, bởi phương pháp trồng rau đơn giản, dễ trồng, dễ quản lý, an toàn và tiện lợi. Kỹ thuật trồng cây rau sạch trong hộp xốp rất dễ thực hiện, chỉ cần bỏ chút công sức và thời gian chờ đợi, những đợt rau sạch tự trồng đảm bảo an toàn sẽ đến ngày thu hoạch. Cách trồng rau tại nhà thì trồng bằng chậu xốp là đơn giản và dễ thực hiện nhất. Ngoài ra có thể tận dụng thau rổ chậu cũ để làm vật dụng trồng rau. Điều cần lưu ý nhất là tại chỗ thoát nước cho những vật dụng này. Với chậu xốp cần khoét lỗ thoát nước, thường thì từ 6 đến 8 lỗ một chậu, không nên khoét quá to làm trôi đất. Nếu trồng các loại cây cần thoát nước nhanh, có thể dùng lưới thép hoặc là lưới nhựa bịt các lỗ vừa khoét trong hộp, vừa đảm bảo thoát nước vừa không bị trôi đất. Và những cái loại hạt giống nào mà nó đơn giản trong cái việc mà chúng ta có thể tự trồng rau ở nhà mà không đòi hỏi quá nhiều cái gọi là tay nghề kỹ thuật hay là cái sự am hiểu về các giống cây trồng nông nghiệp. Đầu tiên sẽ là những cái loại hạt giống về rau như là rau dền, xà lách hay là rau cải sẽ tương đối dễ nảy mầm nên có thể gieo trực tiếp vào thùng mà không cần ủ qua nước ấm. Tuy nhiên, để đảm bảo hạt giống rau có tỷ lệ nảy mầm cao nhất thì chúng ta cũng nên ủ như sau. Bước 1 là cần ngâm hạt giống ở trong nước ấm theo tỷ lệ 2 phần nước sôi, 3 phần nước lạnh, từ 2 cho đến 6 tiếng đồng hồ. Hạt dày vỏ thì ngâm lâu hơn hạt có vỏ mỏng. Và bước 2 là sau khi ngâm thì chúng ta sẽ vớt hạt ra, ủ lại bằng khăn vải từ 12 cho đến 48 giờ tùy theo loại hạt. Và bước 3 là khi thấy hạt mọng nước và bắt đầu nứt vỏ hạt, lấy hạt ra khỏi khăn, sau đó rải đều hạt lên trên mặt khay. Khi gieo hạt nên trộn ít dầu hôi để tránh việc bị côn trùng tha, không nên để hạt ra rễ quá dài rồi mới đem gieo, tránh tình trạng sẽ bị đứt rễ non. Và chúng ta cũng không gieo quá nhiều hạt giống vào một thùng để tránh tình trạng cây mọc lên sẽ dày năng suất không cao. Có thể trồng các loại rau thơm như là bạc hà, rau húng vào một thùng. Tuy nhiên, những loại như là ớt, cà chua hay là dưa chuột thì nên trồng riêng ở các thùng khác nhau, và sau khi gieo hạt thì dùng vải mỏng phủ lên để giữ ấm cũng như kích thích hạt nảy mầm nhanh. Và cũng là một trong những cái bí quyết mà những cái người mà họ bán hạt giống này họ chia sẻ đó, thì ở cái bước thứ hai là sau khi mà chúng ta ngâm vớt hạt ra và chúng ta ủ lại bằng khăn á, thì chúng ta có thể mang bỏ vào trong một cái hạt vào trong cái khăn, và sau đó bỏ vào trong một cái túi ni lông rồi sau đó đeo theo bên người. Cái mình mới hỏi là ủa tại sao lại phải đeo theo bên người, mà họ bảo là đặc biệt là nên bỏ vào túi quần thì nó phù hợp hơn. Thì mình bảo là tại sao lại phải cần túi quần, bởi vì người ta bảo là cái hơi ấm của cơ thể nó sẽ làm hạt nảy mầm nhanh hơn. Wow. Nhưng mà đây như là vậy là thì phát chị hiện mới thì chị khi mà chị nghe người ta chia sẻ cái bí quyết vậy, chị cũng thấy khá là buồn cười nhưng chị thấy nó cũng hợp lý. Bởi chị vì... chưa thì chưa thử đâu em, chị chưa thử. Chị không dám thử, tại vì thực ra là khi mà mình đi làm á thì mình không có mặc những cái trang phục để mà nó có cái túi để mà mình mang hạt theo, mà mình còn phải thay áo dài rồi mình thay những cái trang phục đi dẫn. Còn nếu như là mình ở nhà đó thì cái trang phục ở nhà của mình thì mình cũng không có túi để mà mình bỏ, mà mình có túi như vậy á, mình sợ là nó nảy mầm xong nó cũng dẹp lép bởi vì là mình sẽ vận động rất là nhiều trong cái việc làm việc nhà hay là chăm con, đúng không ạ? Cho nên là mình thấy mặc dù nó hợp lý nhưng mà nó mình
Mình thì mình không áp dụng, nhưng mà với những cái người trồng đó thì họ áp dụng. Ngay cả cái cô đó, cổ cũng lôi ra cho mình thấy ở trong túi của cổ mà. Cổ lôi ra một cái túi hạt giống gì kìa, đây nè, chị đang ủ hạt giống cà chua nè. Xong rồi chị lại cho vào trong túi quần, rất là vô tư, rất là tự nhiên. Nhưng mà mình phải công nhận rằng là cái xu hướng mà trồng rau ở nhà, khi mà mình đến trực tiếp tại những cái nơi nhà vườn hoặc là những cái cơ sở để mà mua bán hạt giống, họ chia sẻ rất là nhiều những cái kinh nghiệm mà mình khi mình thấy mình wow, không nghĩ là nó đơn giản như vậy, sáng tạo nữa đúng không? Dạ vâng. Và em thấy rằng ngoài cái việc vấn đề quan trọng là hạt giống thì em thấy đất trồng cũng rất là quan trọng luôn, bởi vì nếu mà chúng ta trồng vào một cái đất mà bị ô nhiễm hay là đất bị cằn khô thì cây cũng rất là khó phát triển. Và nếu mà chúng ta thấy rằng bây giờ thì cũng đã có một số loại đất sạch đóng túi rất là tốt cho cái việc là trồng rau tại nhà, mà nếu mà không có thể mua được thì chúng ta rất là dễ dàng thôi, chúng ta sẽ có những cái lớp lót như sau. Lớp đầu tiên thì chúng ta có thể là cho xơ dừa hoặc các loại xơ quả vừa dễ thoát nước mà vẫn giữ lại các chất dinh dưỡng rất là tốt cho cây. Ở lớp trên sẽ là đất thịt pha trộn với phân chuồng và xơ dừa, cho chấu và bón thêm những cái phân hữu cơ hoặc là những phân hữu cơ vi sinh, chắc chắn là sẽ rất là tốt cho cây. Theo kinh nghiệm của các chuyên gia thì để trồng rau ăn thì chúng ta ban đầu nên trộn khoảng từ 10 đến 30% phân bón là đủ. Với cái việc mà có được một cái lớp đất sạch để mà trồng rau á, thì bây giờ nó cũng khá là đơn giản. Có lẽ rằng là do chúng ta ở Hà Nội thì chị thấy là chị cứ đi qua bên chỗ cái học viện nông nghiệp á, là ở bên đó cái gì nó cũng có hết trơn. Còn ở những cái khu vực, đúng là ở những cái khu vực khác á, thì cái việc mà mình tìm đến những cái cơ sở mà họ bán chuyên bán về hạt giống cây trồng và đất á, thì chúng ta có thể mua được đất sạch. Mà nó có một cái như thế này nè, khi chúng ta mua đất sạch đó thì nó sẽ không bị hôi. Có rất là nhiều những cái loại đất nó đã có sẵn những cái khoáng chất và hữu cơ ở trong đó, người ta đã trộn trong đó rồi, nhưng người ta sẽ không có làm cho hôi. Còn nếu như tự chúng ta mà chúng ta làm á, mà nếu không khéo á, là nó sẽ bị rất là hôi, đặc biệt là khi chúng ta sử dụng những cái bánh dầu á, là vừa để mà ngăn kháng khuẩn cho những cái loại vi sinh vật hay những cái côn trùng để nó tha hạt hay là nó cắn vào cây á, rồi sâu bọ đó, thì nó cũng cung cấp một cái lượng rất là lớn và những cái thức ăn dinh dưỡng cho cây, nhưng mà nó hôi vô cùng luôn. Bởi vì nhà chị đã từng trồng rồi và chị dùng cái bánh dầu đó là coi như là cả một cái xóm nhà chị nó không chịu được luôn. Và rõ ràng là cái việc chúng ta lựa chọn hạt giống tốt này, đất trồng tốt thì rất là quan trọng. Và điều này thì bây giờ thì cũng không cần là quá nhiều kinh nghiệm đâu, bởi vì có rất là nhiều nơi họ bán những hạt giống cũng như đất trồng như chị Hoàng Anh chia sẻ. Và lúc đó thì chúng ta sẽ chỉ cần đến và lựa chọn theo như cái sở thích cũng như là nhu cầu trồng ở gia đình mình thôi. Tuy nhiên, chúng ta có những nguyên liệu tốt, đất tốt thì cũng chưa chắc rằng cây của bạn sẽ phát triển tốt, mà cần thêm một điều nữa, đó chính là việc chúng ta chăm sóc hàng ngày. Vậy thì chúng ta nên chăm sóc như thế nào? Đầu tiên đó chính là tưới nước, cần kiểm tra tưới nước định kỳ cho cây, không để cây thiếu nước hoặc là quá úng nước. Mùa nắng tưới nước 2 ngày một lần, vào sáng tưới nước ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều mát. Mùa mưa thì tùy theo thời tiết mà tưới tránh nhiều nước làm cây còi cọc không phát triển được. Đối với cây rau còn nhỏ, khi gặp trời mưa thì cần che chắn, tránh úng. Và thời tiết nắng nóng có khi từ ngày 2 đến 3 lần. Và mùa đông thường 1 đến 2 ngày mới tưới một lần. Tận dụng nước vo gạo, nước rửa rau, bã chè, bã cà phê để tưới và bón cho cây hàng ngày. Về ánh sáng thì cây muốn phát triển mạnh nhất thiết phải đưa ra nơi có nhiều ánh sáng và nắng. Tuy nhiên là khi cây còn non thì nên để nơi có nhiều sáng nhưng không trực tiếp ở dưới ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó thì người trồng cũng cần lưu ý rằng nắng chiều không có tốt bằng nắng buổi sáng. Do đó buổi chiều nên để cây ở những nơi không có nhiều nắng còn sáng, nên cho cây được đón nắng và gió cũng như để đạt được những cái giá trị dinh dưỡng tốt nhất. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những hình ảnh để chúng ta hướng dẫn cách tự trồng rau tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề an toàn thực phẩm là một nỗi lo của bất kỳ chị em phụ nữ nào. Và trong nhiều năm trở lại đây thì xuất hiện những mô hình, những vườn rau tại nhà. Thậm chí là cho dù nhà của bạn là nhà chung cư hay là một căn nhà có sân thượng thì chúng ta cũng có thể tạo thành một cái vườn rau xinh xinh, đảm bảo làm sao mà đủ cung cấp được rau sạch cho nhu cầu ăn uống hàng ngày của gia đình. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến thăm một vườn rau nhỏ với bà chủ vườn rau rất là xinh xắn cũng như rất nhiều kinh nghiệm để có thể chia sẻ cho quý vị và các bạn, những chị em phụ nữ làm sao để chúng ta có thể có một vườn rau vừa đảm bảo chất dinh dưỡng, rau ăn theo mùa, có thể có một vườn rau thực sự an toàn cho gia đình mình.
Xin chào cô, xin chào bà chủ của một vườn rau. Như Hải Ninh thấy ở đây thì trong vườn rau nho nhỏ này với diện tích chắc chỉ khoảng độ mười mấy mét vuông hoặc 20 mét vuông là cùng đúng không ạ? Chúng ta đã có một vườn rau thực sự là đa dạng với nhiều loại rau. Vườn rau này cô đã xây dựng lâu chưa ạ? Vườn rau này cũng có từ năm ngoái, cũng như là hơn 1 năm rồi. Vâng. Sau khi cô sửa nhà xong thì cô có thuê cái hội làm vườn ấy, Vâng. thì đến làm cho cô cái mô hình này, làm khay làm giá, rồi người ta đưa đất đến, Vâng. người ta gieo rau cho mình một lứa đầu tiên đầy đủ các loại rau luôn. Vâng. Thế nhưng mà có thể là cái lứa đầu tiên ấy mình chưa kinh nghiệm ấy, nên cho nên là nói chung là rau cũng lên được nhưng mà nó không được như bây giờ. Có nghĩa là Đấy. chỉ sau một năm Đấy. với rất nhiều kinh nghiệm tự Đúng rồi. có đúng không ạ, Đây trong là quá cô chỉ trình có là tự mình nghĩ ra trồng. mình là mình hoặc là mình hỏi, mình tham khảo, mình làm thôi, chứ còn thực ra là cũng không có ai dạy mình cái này cả. Người ta chỉ có người ta đưa đến người ta làm cho mình, thế xong rồi mình lại phải trong quá trình mày mò chịu khó. Vâng ạ. Ừ. Và như vậy là chỉ với khoảng trong thời gian hơn một năm Đấy. mà tự bản thân chúng ta cũng đã có thể có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc làm sao phát triển một cái vườn rau tại nhà Đúng rồi. xanh mướt và với nhiều loại rau đảm bảo thứ nhất là dinh dưỡng hàng ngày cũng như là đổi món với các món rau ăn hàng ngày đúng không ạ? Cháu có thể thấy ở đây nào là rau cải, rất là nhiều loại rau cải này, mùng tơi này, rau muống này, rồi là các loại rau thơm. Và đây là mấy Đây bồn là rau, hình như rau là rau mầm, mầm rau đúng không mầm cô? đúng rồi. Và cháu được biết là rau mầm thì cái việc mà trồng nó rất là dễ dàng cũng như là rất là nhiều giàu dinh dưỡng đúng không Đúng ạ? rồi. Thực ra là rau mầm này mọi người cứ nghĩ, cứ tưởng là khó làm, nhưng thực ra là tôi thấy nó cực kỳ đơn giản luôn. Mình mua hạt rau mầm, hạt loại nào cũng được theo ý thích của mình. Thì giả sử như đây là rau mầm mầm cải, cải củ, thì mua hạt về, liều lượng ta gieo như thế nào thì tùy tùy của ta. Thế nhưng mà về là rửa sạch hạt đi, xong rồi ngâm 2 sôi 3 lạnh, ngâm trong vòng 4 tiếng đồng hồ, xong ta vớt ra, ta để ráo nước, có thể ta lót cái giấy ăn, xong rồi ở ngoài ta bọc bằng cái khăn mặt bông, để khoảng 1 ngày đến 1 ngày rưỡi, khi nào ta mở ra mà thấy hạt nó nứt ra là đem ra gieo. Thì cái đất gieo này cũng rất là đơn giản, chỉ cần là nó có mùn, nó tơi xốp. Đấy, tơi xốp và có mùn là được, chứ không, thực ra là đất ở đây không hề có phân hoặc không tưới cái gì nó bẩn cả, đất rất là sạch. Đấy, trong khoảng 6 ngày là ta có thể thu hoạch được. Nhưng mà trong 6 ngày ấy cũng không cần phải tưới nhiều lắm. 1 2 ngày đầu thì tưới nhiều hơn, nhưng mà đến khoảng ngày thứ tư thì tưới, nhưng mà đến ngày thứ thứ năm là không tưới nữa, để ngày thứ sáu ta thu hoạch cho nó khô đất. Nó khô đất thì nó không bị dính đất, nó vào rễ. Thế và khi ta gieo mà dày ấy thì cái mầm nó dày thì là nó sẽ dài được. Mà nếu mà gieo thưa thì nó sẽ ngắn, đúng không? Thì ta sẽ nhổ nó lên và lấy kéo cắt bỏ cái rễ xuống đây, và sau ta lại làm phân luôn. Chúng ta có thể có rất nhiều loại để mà có thể làm rau mầm đúng không thưa cô? Đúng rồi. Nói chung là tùy theo cái, một là cái sở thích, hai là cái nhu cầu. Người ta có thể làm rau mầm hạt cải này, rau mầm hạt đậu này, rau mầm hạt lạc này, nói chung là nhiều loại. Đấy. Thế nhưng mà thường là dễ ăn nhất là cái rau mầm hạt cải củ. Ăn nó hơi hơi cay 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 cay, đúng không? Nhiều người thích mà thích ăn cái món trộn. Chúng ta có sử dụng phân hoặc là các loại thuốc để mà chống sâu bọ nào không ạ? Nói chung là nếu mà nói thuốc trừ sâu là cô tuyệt đối không bao giờ cô dùng. Cô cũng học hỏi, vẫn thấy người ta phổ biến là nếu như trong cái vườn rau của mình mà trồng được một ít cây hoa ấy, khi nó có hoa thì những con sâu con bướm nó lại tập trung vào cây hoa chẳng hạn, nó đỡ phần sâu cho mình. Nhưng mà thực ra là cái mùa này trồng rau cải rất là an toàn. Cháu có nhìn thấy rất là nhiều chậu hoa nhưng mà cháu lại tưởng là cái chậu hoa này là để trang trí, để làm cảnh, để cũng là vườn đẹp rau. đúng không? Nhưng ngoài cái tác dụng là trang trí để làm cảnh ra thì lại còn có thu hút các sâu bệnh, cũng Đúng làm rồi. sao để tránh sâu bệnh cho vườn rau của mình đúng không ạ? Đúng rồi. Với cái cách thức rất là dễ trồng như là rau mầm thì với những căn nhà chung cư hay là những căn nhà sân có sân thượng, chúng ta cũng dễ dàng có thể sở hữu những chậu rau mầm ở nhà. Và
Với đặc biệt là loại rau mầm này chúng ta có thể là loại rau ăn quanh năm, không phụ thuộc theo mùa. Và tôi chợt nghĩ rằng là với những căn nhà chung cư chúng ta cũng chỉ cần một vài chậu nho nhỏ đặt ở trong căn bếp của mình thì vừa có thể cung cấp được rau ăn hàng ngày cũng như là một vật trang trí như là một cái chậu cây cảnh cho gia đình trong nhà. Và rau mầm thì lại rất nhiều chất dinh dưỡng cho nên là có thể chế biến rất là nhiều món ăn cho trẻ con với các món bột hay món cháo. Và thưa quý vị và các bạn, với những gợi ý của cô Sáu thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã có cho mình một số kinh nghiệm để làm sao có thể tự có một cái vườn rau xanh ở nhà, cũng như là có thể có được phương pháp để trồng rau mầm, cải thiện thêm bữa ăn cho gia đình mình giàu dinh dưỡng cũng như là an toàn. Có thật là nhìn vườn rau rất là xanh mát đúng không ạ? Và mình thấy rằng với nhiều loại rau như vậy thì chắc hẳn là mọi người bây giờ cũng đang thắc mắc là ở thời điểm này thì chúng ta trồng rau nào thì sẽ có năng suất và thu hoạch được nhiều rau hơn, thì chương trình cũng sẽ chia sẻ ngay lập tức. Đó chính là cải cúc. Khi mà cải cúc thì được rất là nhiều người ưa chọn và là một món ăn rất là dễ ăn cho cả trẻ nhỏ và cả người lớn. Và cải cúc rất là dễ trồng, dễ chế biến, giàu dinh dưỡng. Và mọi người chỉ cần chọn cái hạt giống tốt, ngâm vào nước ấm rồi đem ủ hạt để hạt nhú mầm. Sau đó cho đất sạch vào khay nhựa hoặc là thùng xốp, gieo hạt đều và tưới nước 2 lần một ngày. Sau khoảng là từ 25 cho đến 30 ngày thì chúng ta có thể thu hoạch, và không nên thu hoạch quá bởi vì khi mà chúng ta để già thì nó sẽ ăn không ngon. Tiếp đó chúng ta có thể lựa chọn cải ngọt và cải xanh. Rau cải nói chung là loại rau rất quen thuộc trong mỗi bữa ăn gia đình với vô vàn món ăn ngon, lại tốt cho sức khỏe bởi chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Đây là loại cây ngắn ngày nên có thể trồng quanh năm và dù mất ít công chăm sóc nhưng rau vẫn xanh tốt. Rau cải có thể gieo hạt hoặc là trồng bằng cây con. Khi gieo hạt, cải dễ nảy mầm nên có thể gieo trực tiếp. Mọi người có thể tưới nước 2 lần trong ngày vào sáng sớm và chiều mát đối với mùa hè. Và loại rau quen thuộc tiếp theo trong bữa ăn của người Việt đó chính là xà lách. Dù ăn sống hay là nấu chín thì loại rau này đều được nhiều người ưa thích. Rau xà lách rất dễ trồng nên bạn chỉ cần phải tốn tiền mua ngoài hàng mà có thể tự tay trồng ngay tại nhà để dùng dần. Chúng ta chỉ cần ngâm hạt vào nước ấm từ 1 đến 2 giờ rồi gieo sâu vào đất. Hàng ngày tưới nước cho rau thường xuyên. Sau 30 cho đến 50 ngày cắt cây ăn dần và bón phân để bổ sung cho được rau. Tiếp theo sẽ là rau dền. Rau dền là một trong những loại rau rất là dễ chăm sóc và có nhiều giá trị đối với sức khỏe con người. Đây là thời điểm thích hợp để trồng rau khi mà chúng ta có thể trồng từ 1 đến 2 luống rau dền, hoặc là chúng ta trồng trong thùng xốp rất là dễ ở tại nhà mà thôi. Và chúng ta thấy rằng với những cái ngày mà gieo trồng đầu tiên thì bạn cũng phải nên tưới nước đều đặn và khoảng từ 20 cho đến 30 ngày sau thì mọi người có thể thu hoạch rau dền cho bữa ăn trong gia đình của mình. Lưu ý là khi hái và nhổ cả cây thì chúng ta cũng nên lấy dao cắt và mọi người cũng nên bón phân cho cây để cây có thể phát triển lâu và cũng như là sẽ cho năng suất nhiều hơn. Và ngoài những cái gợi ý kể trên thì chúng ta cũng còn rất là nhiều những cái lựa chọn khác tùy theo sở thích, mong muốn cũng như là điều kiện của gia đình mình để chúng ta sẽ có một vườn rau vừa an toàn vừa sạch và cả nhà có thể an tâm. Và nhất là cái thời điểm này chúng ta cũng sẽ hạn chế đi ra ngoài mua bán, tụ tập nơi đông người nhiều hơn, tránh việc lây lan dịch nhiễm COVID-19. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là qua những gợi ý vừa rồi thì cũng sẽ giúp ích cho quý vị, chúng ta từ đó sẽ có những ý hay cũng như là biết cách lựa chọn cây trồng sao cho phù hợp.